Kính thưa quý vị, các chị và các bạn, có một bài thơ được tuyển chọn trong tập 100 bài thơ nổi tiếng của Việt Nam thế kỷ 20 của nhà thơ thi sĩ Yến Lam. Chắc quý vị và các bạn ai cũng tự biết bài thơ này. Bến Mi Lan nằm không thuyền đợi khách, rượu hết rồi ông lái chẳng buông câu. Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sắt, ông lấy buồn để gió lén mơ râu. Bến Mi Lan còn lạnh, bến Mi Lan ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng. Thi sĩ Yến Lam đã tâm sự, những ai đã có một lần đứng đợi chuyến đò ngang, hay là những ai mà trong lòng có một nỗi hy vọng lớn lao đang mong chờ, thì bến Mi Lan ở trong lòng tôi và cũng ở trong lòng bạn. Như vậy thì cái bến Mi Lan của thi sĩ Yến Lam là một bến Mi Lan tưởng tượng không có thật, nhưng bây giờ bến Mi Lan đã là một bến Mi Lan có thật ở trên quê hương của tác giả nhà sĩ Diệp Liên Huy. Bến Mi Lan cũng là cái bến đò trường thi ở Bình Định, và nhà sĩ Diệp Liên Huy đã viết ca khúc Bến Sông Buồn, cảm giác từ bến Mi Lan có thật tại quê hương người. Xin mời nhà sĩ Diệp Liên Huy. Chào chào quý vị thân đôi điều này. Cái bài này, bài này nói cái tên là Bến Sông Buồn, thì đúng là bến Mi Lan là một cái chỗ mà để cho nhà thơ Yến Lam cũng hư cấu là cái bến đó, nó ra từ con sông là sông Trường Thi, nhưng sau bây giờ nó trở thành địa danh là phải gọi đó là bến Mi Lan. Thì lúc mình cái Tết vừa năm đầu năm 2017 á, thì khi đi cùng với cả nhà đầu năm đi chụp hình, thì đi ngang cái bến sông đó thì thấy có một cái người phụ nữ mà đi xuống cái thuyền sông á, mà đi phơi bến cá, thì mình thấy buồn tại sao cái có ngày xuân thế này mà họ vẫn cứ làm việc buồn buồn vậy đó. Cái tôi nghĩ tới mẹ của mình, cũng như khi bà lấy ba mình, bà hai người lấy nhau ở Sài Gòn xong rồi mới về sống ở đó. Thì năm khoảng 30 thì ông bà mất, để lại bà cũng đứa con, rồi bà sống từ đó cho tới giờ nuôi con hết đứa con đến cháu, thì đời nó cũng buồn đến như thế, buồn giống như là cái người phụ nữ cái bên sông hình ảnh đó, hình ảnh bên sông buồn đó. Sau khi thì nhớ cái hình ảnh đó thôi, nhưng mà tới lúc mà ngày Vu Lan á, tự nhiên mình sực nhớ là mình thấy cái làng sông Công này mình không biết một bài hát về mẹ mình á. Thì cũng giống như anh Đỗ Vu ngày hôm qua, cái gì cái buổi của anh là bên kia, thì anh mới nói câu là ta biết bài thơ viết cho mẹ khi mẹ còn sống á, anh ta có ý là chúng ta viết thơ cho rất nhiều người con gái mà chưa bao giờ viết cho mẹ mình câu nào, thì nó cũng là như vậy. Và tôi xin hát cho bạn bài này là tôi biết tôi nghĩ tới cuộc đời của mẹ tôi đối với bài này Bến Sông Buồn. Một mình em với bên sông.